Ồ, bún lên đây kìa cả nhà. À, cá đây. Đó. Người xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tài Vlog nha. Chào cả nhà. Chào Nguyệt, mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Vậy hả? Hôm nay đi kéo cá nữa cả nhà ơi. Cũ nữa cả nhà. Lâu rồi không ăn cá linh nữa, bữa nay ra đây kéo lại cái còn. Chuẩn bị cái lú rồi. Cái lú với cái miệng chài. Cái mương này thì trồng cỏ thì đảm bảo còn cá nha cả nhà. Tại vì cỏ quanh năm suốt tháng là không có xịt thuốc. Là chỉ bón phân thôi. Đất cộng dây mất tiêu rồi. Với xịt cỏ, cỏ cũng không ảnh hưởng gì cá hết. Cho nên bao cá còn. Buộc lại ha. Anh chặn tính chặn lú đầu này hả? Đầu này tại đầu đẳng có cỏ kìa. Nữa bắt quay không được. Dưới cỏ. Vậy là bữa nay làm ngược hơn mọi khi. Bữa nay làm ngược lại. Thường đây làm đại đẳng. Hồi lúc 2-3 giờ cũng có mưa cả nha. Bây giờ chiều cái hết mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi nè. Bầu trời có mây rất đẹp luôn. Cũng nghe tiếng hơi gầm gầm ở đâu đó. Mấy bư hả gì anh? Bà con ở đây thì vụ này á, ta cũng mần lúa xong, ta tranh thủ dọn xả xuống luôn cả nhà. Ăn kịp Tết không ta? Xả này hả? Ừ. Chắc trước Tết đó. Tháng này tháng mấy rồi? Tháng này tháng 8 à. Cuối tháng 8 à. Cuối tháng 8 mà dọn đất rồi đầu tháng 9 mới xạ hay là cuối tháng này xạ luôn? À, chắc ta xạ trong tháng này. Bữa bữa nay chục lần phải ngày mới xạ. Đây năm nay ta tính làm vụ 3 nè. Năm nay có cái cống ngăn mặn á, ta làm vụ 3. Còn tuần lễ nữa mới hết tháng, theo người nghĩ chắc ta cũng tranh thủ xạ trong tháng này á cả nhà. Dạ để Tết rồi ăn Tết, hình như là nếu mà tranh thủ làm vụ 3 là Tết ta dặm rồi tới ăn Tết phải không? Bữa nay chụp cho tới ngoài này. Ăn xã rồi cũng giống như mọi khi cả nhà. Trận cái lú ở đây. Bữa nay là chút xíu nữa. Bữa nay cái lú bự. Chặn xong rồi thì mình đi lại đầu đẳng, mình sẽ đuổi cá lại. Tạm thời thì mình chặn một mương. Ấy, cá nhảy luôn hả? Ấy anh ơi. Ủa thấy ham cái nhà. mới xuống động thôi mà phóng hai con rồi đó. Làm tiếp đi vậy. Để em quay thử thấy mấy bư không? Đưa cái máy lên cao đó, không biết cả nhà thấy mấy máy ta bư không? Cái này thấp quá em ơi. Hả? Sợ nó bay ra hả? Cây à. Yeah. Cái cây bây giờ chiều cao lắm có. Hay lấy cây cầu mình chổi đi. Em rút cây cầu nha. Hả? Để em rút cây cầu. Rút cây cầu. Rút cây cầu. Cây cầu cục được rồi ha. Hai cây cầu nè, mượn cây chút xíu nữa trả. Cây này còn không thấy gì nữa. Ủa anh có chặt cái cây gì để kéo không? Quên nữa. Cái cây kéo thì rồi chứ còn. Gấp đi rồi đúng túng hết trơn cái nhà. Để thôi chặt tàu dừa đi dễ ha. Sợ trời mưa. Tàu dừa tươi á. Sợ trời mưa gấp đi. Sao mình không dựng đứng à? Dựng đứng chỗ anh á. Lớn không tới.
nín lưới kéo lên tới. Ừ. Mấy đi lên 5 năm đi. Dạ, này có con dây cột. Bứt cọng dây chuối để làm thế cả nhà, buộc nó lên cho nó cao chút xíu. Cao vậy đó. Biết có gì không chứ mới xuống là làm thấy mê lắm cả nhà. Dụng cụ thì chuẩn bị sẵn đây cả nhà, một cái miệng chài và một cái xô đựng cá. Để hồi nữa mình kéo nha. Hôm nay em xã Nguyệt cũng sẽ kéo một mình. Phóng cái đùng đùng dưới này. Ở phía đó là mấy chục cả nhà, phía trước đó mấy chục. Chắc ta nghĩ mệt hay sao, ta ngưng chục rồi. Nãy nghe tiếng máy nghe ồn dữ lắm. Cảnh vật xung quanh này cả nhà, cảnh vật xung quanh. Đồng ruộng ta dọn xả trống hết rồi ha. Ở phía trước thì ông xã cũng đang bổ chài xuống để mình kéo. Vậy? Cá Linh. Đi hoài. Cắn dọn bực cái vậy. Nó động là nó chạy lắm. Chạy đặng gì lắm rồi. Thì sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình thấy nha. Phóng chưa? Phóng rồi đây. Chừng phóng trên bờ, đứng trên bờ mà cũng bắt được cá nữa nè nha. Đó, vậy. Rồi, rồi, giọt rồi. Cái khôn cái nhà nó đi sát mé luôn, đi đài không vô mé được. Một em đã thoát rồi. Đó. Đi sát mé không à. Cá Linh này hay đó. Hả? Nó khôn hơn cá Phi. Khôn hơn. Cá Phi nó chui lên làm sình á, mò dính. Á, bay anh ơi. Bay siêu lưng kìa. Trời ơi, kìa quá trời. Chạy đặng em lại đặng lú coi nó nhào quá trời đặng. Buổi chiều đi kéo cá thật là mát mẻ luôn. Chạy rồi. Vậy. Nó phóng kìa, phóng ra lưng nữa kìa. Đây chạy đục nước không anh ơi. Động dữ lắm rồi nè. Thì sẽ dẫn cả nhà mình đi tới đây nha. Đi tới đây để mình coi cá phóng nha. Mình sẽ đi tới. Gì? Vậy hả? Đó, nó phóng này nữa cả nhà. Chuyến này anh giăng lưới nó cao không có phóng qua được anh. Dữ lắm rồi nó nhà. Đó, đó, đó. Ồ, này còn hơn là thu hoạch cá nuôi nữa trời, phóng. Này là cá thiên nhiên nha cả nhà. Ồ. Đó. Nhìn đẹp ghê nè. Đó. Dưới mấy cái gán nè, lưới mình không có đưa cao được. Ừ. Phóng ngang chạy luôn. Tới đây mới gô nè nha. Ấy gọi, tẩm rồi. Ôi trời ơi anh ơi qua rồi, chết rồi anh ơi. Qua luôn, hai con, ba con. Vậy mà còn qua được nữa trời. Rồi. Hay quá à. Ê ơi bên lên bờ chết rồi lên bờ. Rồi. Lên bờ được một em. Chết rồi hả? Nhín nhẹ một em. Chạy mày. Chắc anh vô cái đuôi dữ rồi đó. Vô. Vô. Thấy cái đuôi động động lắm rồi. Anh ơi động đuôi kìa. Được không?
phía trước đó cả nhà, phía trước đây nè, thành quả của một lần kéo, không biết là sẽ được bao nhiêu, nhưng mà thấy nó nhảy trong đó cũng dữ lắm. Để mình coi cái miệng chài cái hồi nữa mình tới cái đuôi đó sao. Rồi, đây còn con mèo nữa không? Cái lên nó không có chuối. Ừ, nó chạy giọt 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 ha. Vô cái đuôi dữ rồi. Cái linh này phải gần nhà mình cho thức ăn chắc bự lắm. Cái linh dễ nuôi lắm cả nhà, mình gãi thức ăn á, cái nó ăn lên trên mặt nước nhìn thấy cái cưng đó. Lại có thức ăn á, nó sẽ bự. Vậy mà không vô nhiêu chứ trời. Tại em thấy nó giọt giọt á, hai bên mé quá trời. Vô cái đuôi hết rồi. Thôi cà phê. Kéo đụng quá trời luôn ha. Đụng mà khôn. Chạy ngược lại chết. Dám chạy ngược luôn. Để coi nếu coi hồi cái đuôi nó không đủ ăn thì mình kéo thêm cái nữa. Còn đủ ăn thì mình về. Cái mương đợt này kéo hơi có cay. Bởi kéo nó khơi chì á. Cá nó ra, lụm cá bự thôi. Để em lụm cá này em thả xuống mương cho lại. Cái chảnh nó bả không? Thả luôn đi. Cái dảnh này còn nhỏ cả nhà, xương không. Cá linh đi. Cá linh. Này phần cá linh. Cá linh con nào nãy nó ú rồi nè. Ừ. Ủa này cá dảnh mà. Cá dảnh. Linh nè. Ừ. Ăn bụng ngắt rất luôn. Cái này mà không có cái đuôi đuôi lú đó mà chặn là thua luôn, không bắt được nó đâu. Chắc kéo cỡ 10 chài mới đủ ăn. Ý là chặn vậy đó mà nó không dội lại. Bắt con cá phi. Còn cá linh canh nhỏ à. Nhỏ à. Bạn cá phi. Kêu nụ nè. Còn mấy con này là dục lá nha. Đây chài, một con chài được có 5 con cá thôi. Chắc hả? Tình hình chắc phải làm thêm cái nữa quá. Để coi cái đuôi rồi sao. Thấy nhà bự lắm mà, nhà cũng đuôi. Tại vì mình không có kéo sát mé được á, cái nó mới vượt. Cây gán kìa, nó lòn cho lại chơi. Xung quanh là cây gán không à, bụi gán nó gốc gai không mày nha. Rồi, không có cái đuôi. Anh ở đây để em ta anh nổ cái đuôi lâu vậy. Ê. Ở đây con phóng nữa kìa. Nó đi tới đây cái nó đụng lưới á, nó phóng lên. Cá đó. Nó mới tới đó đó anh. Ừ. Nó có chân rồi. Nó thấy có. Ờ rồi nè. Nó chưa wow. Cái đường sao. Còn nào nó thấy bún lên rồi đó. Còn con nữa. Rồi, nó đây đó. Dữ lắm em ơi. Ôi trời ơi đây. Là cái đèn trong thúng. Ồ, bún lên đây kìa cả nhà. À. Cá đây. Ồ, cá linh là phóng vậy đó cả nhà. Quá trời luôn rồi. Rồi, em cầm cái xô coi. Anh không cuốn cái này về sao? Chúng đặt lại không? Thôi đi, cuốn đi. Cuốn lên nè, khi nào mình muốn ăn thì mình ra mình kéo. Thôi anh kéo đi rồi, anh cuốn đi rồi đem lên. Ừ, đem lên đổ dễ hơn. Cái miệng đó ngang ngang khó khó chứ. Cuốn lên đây đây rồi đổ luôn nè. Ờ, còn vô nữa nè. Vậy hả? Ừ, vậy mà nó vô nó chạy. Uống luôn đi, đủ ăn rồi. Cứ đặt vài bữa thèm phải đủ nữa. Vậy đó cả nhà, nhưng mà mình đặt nó ít vô nha. Vô. Mình phải đuổi cho nó động nó mới chạy. Chứ mình đặt nếu có vô một vài con à, chứ không có nhiều. Họ Múc Tấn với Khánh Di ra đây đuổi cũng nhiều lắm. Mấy giờ ta bươn nữa rồi đó. Bư 20. Bư qua một quận rồi ta chụp lại cho nó nhuyễn đất lại hả? Cho nó bằng đất.
đợi chờ kết quả. Cá linh này bữa nào mua lưới 3 phân thì dám dính lắm. Thôi em thấy đuổi mau hơn nè. Dằn lưới thay vì cho đợi lâu à. Cá linh này biết sao? Tại vì mình động cái là nó vượt á, nó giọt vô mau hơn. Đọc nữa nè. Vô chỗ lỗi luôn. Cá linh với cái gì? Cá ba kỵ, cá mày dinh để cái xô ngay lại. Gì là dễ đổ à. Dưới. Dưới gà. Coi coi có cái nhỏ lượm giục lại nè, những cái này giục lại nè. Cá đó lâu lớn ha. Cá he đó. Nhỏ nè. Cái cốc này. Thấy trong mương thì nó lâu lớn. Cái cốc này thả lại. Cốc này nhỏ lớn ăn xương luôn. Trời ngon quá nè. Con cái he còn nữa đó anh. Đâu? Đó nè. Đây nè. À, ừ. Đuôi. Con gì nhỏ nhỏ đây vậy? Ngang gốc em xem. Cá linh. Dưới nữa. Dạ. Yeah. À, nhiều quá nhỉ, cửa nó nhỏ giật giật. Cho miếng nước không? Ừ. Đặng nó sống về tới nhà mình cho nó tươi. Cá linh này cũng dễ ương lắm cả nhà, như cá đồng tông vậy đó. Nó mau lắm. Lên lên mặt nước chút xíu rồi chết rồi. Hút cái gì mà nó nhào ra đó. Đang còn. Còn. Thôi ok. Đi. Dẫn cả nhà mình đi chục đất một chuyến. Nãy giờ em muốn coi. Đi vô bên kia. Cái đồng mà bà con mình dọn sạch sẽ luôn cả nhà. Giờ người ta sử dụng máy không nè. Đi qua một lớp cái nhìn thấy cái miếng ruộng mình á, nó đẹp hơn. Đen đen này thì người ta đuôi rồi, xong ngày hai ngày cái phải trục lại, trục giáp dòng hết, nhìn đất nó mới đẹp, nó mới đều. Bắt cá xong rồi ông xã quay xuống hái ít bông súng về. Hôm nay sẽ ăn bông súng xào mỡ tỏi. Được ạ, cái này được. Ngày hôm qua bắt đi dở cái 12 cái ngục á. Cũng được một ít ốc quắn rộng cả nhà, chưa có ăn. Coi con nào bự nó bắt ăn rồi nè. Cái này bự gì nè. Cái này đeo theo mấy bự súng vậy nè. Con bự mà. Như nó bự quá mình không bắt ăn nó cũng chết cả nhà. Như hơi bị già đó. Sao anh theo đúng sào nãy quên ha, thấy bức bông được rồi. Hả? Ừ, bức bông. Bông sao không đủ anh. Nè nè, bức cọng bông luôn. Cọng bông thì cái cọng nó sẽ cứng hơn. Ở cái bông nó sẽ cứng hơn. Thì, cái ngó đó anh, cái đọt nè, cái đọt nó mới nhú lên. Ừ. Cái nhú nhú nữa đó bên kia nữa đó. Ừ đúng rồi. Ừ. Lỡ bức nhiêu cọng rồi, bức bông hả? Đặng đặng có bông nữa kìa. Trọng nó sẽ dày thịt hơn. Hôm nay anh bước bông đi nha. Em đi thăm, đi gỡ, dẫn cả nhà mình đi xem luôn. Ừ, xe đũa nè. Ở ngoài này im anh ơi, ở ngoài này không có ốc cắn nè. Ở trong nhà chổng chồng ốc cắn quá trời. Ốc thương.
giờ ông xã được lo cho bò dỗ chuồng xong rồi sẽ cho uống thức ăn rồi cỏ vô rồi xong mình về làm cơm ăn cả nhà. Giờ cũng về tới nhà, mình sẽ quay thành quả cho cả nhà mình xem nha. Được như nè, ông xã Nguyệt thì đang ở ngoài lo cho bò, mình cũng đem cá giết về đặng mình mần cho nó tươi cả nhà, lo cơm chiều để thôi trễ. Đây cũng chắc cỡ tầm 1,5 kg á cả nhà, nè coi như là trúng à, có một lần kéo thôi mình được nhiều nè cả nhà. Gia đình theo chuẩn bị vào bếp làm cơm. Chào cả nhà. Cá linh thì mình cũng mần được nhiều nè cả nhà, mình rửa sạch để gáo rồi. Hôm nay sẽ ốp kho lạc, kho với nước dừa nha. Nước dừa tươi. Đây thì bông súng mình sẽ xào tỏi. Ba trái dừa. Nhưng mình sẽ ốp cá trước. Đây là tỏi, hành tím ha, với ớt, băm nhìn. Mình sẽ ốp cá cho nó thơm. Cái linh mưa nè, nước màu, mưa cỏ nữa. Dạ mưa cỏ ngoài ruộng. Cho gia vị vô, đường, bột ngọt với hạt nêm. Nấu cái đây. Này ăn bông súng xào rồi làm sao? Món này thì hình như là chưa ăn lần nào. Nghe nó cũng ngon lắm vậy. Hồi nhỏ em có ăn. Dạ anh chưa ăn. Anh ăn nấu canh chua, làm gỏi, ăn sống à. Không, chị hai bẻ cho nó xào ngon lắm. Nó cũng thấm thôi chứ. Nó thấm là ăn nó giòn. Để đây cho nó thấm đi. Lật bông súc. Cá ớt để đó mình cắt dừa lên cho nó sôi rồi mình thả cá vô mình kho. Chưa hết 3 trái dừa luôn. Đồ chưa liền quá ta. Cũng đâu có thua anh mập. Nói 3 trái dừa cho nó quay thôi. Chứ 3 trái dừa bằng trái rồi cả nhà. Thôi thua anh mập rồi đó. Mập ta đẻo con cái một rồi. Anh mập có thích. Em không dám. Anh mập chặn cái nhiều khi nước văng ứ luôn thùng. Ở đây mình chế thêm ít nước mắm vô. Mình bắt lên cho nó sôi rồi mình thả cá vô. Bắt nước cũng sôi à, cho phần cá ớt mình ớt nãy đó mình thả vô nước dừa mình kho. Cá linh kho nước dừa hết sảy, kho nước dừa với kho mía, kho nước dừa thơm mà nó ngọt cái mùi nước dừa cái nha. Cá chín nè mình sẽ để hành lá vô. Bếp nóng. Bếp này vậy đó mình mới nhúng lên thì nó lâu sôi lắm, tới khi mình bắt lửa rồi nó nóng cái nha. Cho miếng dầu vô nè, mình tỏi mình cắt lát lát nha. Con súng thì mình cũng rửa rồi. Mình cắt ra cục cục rồi. Mình để mình xào. Mình sẽ cho gia vị vô. Đường, hạt nêm, bột ngọt. Súng xào cũng chín nè, sẽ múc ra dĩa để dọn cơm ăn. Nhìn giống giống đủ đũa em. Ở đây mình múc cái dĩa bự rồi nè cả nhà. Sau đó mình sẽ múc 2 cái dĩa nhỏ nha. Rồi nữa mình sẽ nặn hạnh vô mình ăn. Cá kho lạc mình nặn hạnh vô chua chua. Rồi bữa cơm gia đình Tèo đã chuẩn bị xong. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Không mời bà nội, cha mẹ uống trước ăn cơm. Ăn đi con. Bữa nay có 2 món mà cũng chặt bàn rồi. Còn quên nữa. Ăn chanh vô hả? Ăn hạnh vô. Chua chua vậy nè. Mời cả nhà ăn cá linh kho lạc nha. Lẽ em ăn mình ăn chanh vô. Nặng vậy nó, thơ, nó mới ngon. Nếu mình có xài mình bầm xài vô. Còn mình không có mình ăn chanh hoặc là hạnh. Múc riêng ra vậy nè, còn cái phần mình ăn này nè, mình không có hư cả nhà, chấm nấm có.
chứ để mình để chung của mình nặng trăm cho mình hư mình bỏ uổng. Được, mời cả nhà ăn cá linh kho lạc nha. Thôi rồi nữa. Cá linh ngon quá. Chua chua lắm. Không cúng này là cũng ngon. Chấm mắm chua ngọt ở đâu vậy? Cá linh để dễ kho nó mềm. Để dễ cho mình nè. Sao? Mẹ ớt nha con cá còn có trứng nha. Trái ớt. Trái ớt nó chui vô cái bụng. Tự nó trứng. Đâu? Trứng ăn đi. Mẹ ăn cho. Mẹ ít ăn trứng rồi. Cái trái ớt sao được nó chui gọn trong cái bụng cá luôn. Mở bụng á. Cay lên ta. Ớt hồi nãy mẹ ăn chắc ớt mà. Nó cay đâu. Ừ, béo. Mẹ ơi. Nay con lên bảng á mẹ. Con ghi bài lịch sử địa lý con được mẹ nữa. Vậy là hay quá ha, giỏi. Bữa trước làm môn gì mà 9 điểm rưỡi, toán. Toán. Nay lịch sử địa lý 10 điểm. Ủa Thảo Quy có thi chưa? Không, không phải này ghi lên bảng thôi, còn cái thi có giấy. Dạ. Về kiểm tra đúng không? Kiểm tra. Mình lên bảng là mình tập. Mình thấy cái kho lạc này trình trang cơm à. Ăn cũng giòn ngon không? Ngon đầu đũa không? Mỗi cái có con mà. Cái ngon hết nhập. Tao mong sống làm gì ngon chứ. Nhúng lẩu rồi nấu canh chua. Chúng nó đúng nó là ăn mắm kho. Ừ. Cái linh béo rồi nè. Ừ. Béo một tí luôn. Cái linh là bắt đầu mấy tháng này là béo rồi nè. Mấy tháng nước nổi nè. Mấy tháng mưa này ha. Ừ. Thì bắt đầu cái linh bắt đầu từ tháng 8, 8, 9, 10 mấy tháng đó là tháng nước nổi đó. Là nó béo dữ lắm. Nước đổ về nó mập. Mình đổ dậy mình để dậy rửa hạnh nè sạch trơn kho nó thấm cái nước nha, gia vị vô cái lớp đó đó chanh cho nó chua dễ hay. Rồi để mời cả nhà ăn cơm nha. Nói. Ăn món này trước. Ngon không? Ngon. Dạ. Giờ đâu có thua, đâu có thua bông ấy lộn dù cho muốn xào tỏi đâu. Ừ. Vậy sao? Cá linh non nấu là giấm ngon. Dạ. Cá linh non mình này hiếm lắm. Ừ. Mắc lắm. Ở đây An Giang. Ở đây mình có mua và cũng ngon. Cái dùng mình này là không phải dùng con cá linh sinh sản. Ừ. Con cá linh mà tới mùa nước đổ nó về chỗ tèo là nó bự rồi cả nhà. Còn nó sinh sản đâu có dùng nước nổi á. Này mình biết là An Giang có lâu rồi đó. Chua chua ngon. Mình đây là cà phê đặc sản luôn. Cà phê giờ nói chung ở đâu cũng đặc sản hết. Dừng này là cà phê đốt cho con này đâu. Cho nó nè. Cái nào còn thì nguyên. Có phải năng nha thường. Có phải có lên. Lộn có lên. Lộn có phải. Em chưa giòn mới nha thường được.
sáng nay ăn mua xương ha, mua xương mà ăn chung vậy thôi. Hôm nay mưa ít nè, nó xíu chắc có thể hết bão rồi đó. Bữa cơm gia đình mình cũng đã xong. Mình xin cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh của gia đình Nguyệt nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.